nhưng cuộc sống của anh lại vô cùng tẻ nhạt. Sau khi ly hôn, vợ anh sống một mình trong biệt thự vắng vẻ, chỉ có một người quản gia chăm lo hàng ngày. Từ khi chứng kiến cha mình tự tử, Nick bị ám ảnh tâm lý khiến anh luôn sống thu mình với mọi người. Ngoại trừ việc đầu tư kinh doanh thì không có gì đáng để anh quan tâm nữa. Vào ngày sinh nhật của Nick, một người em trai đã tặng anh một chiếc thẻ trò chơi. Đây là một trò chơi do công ty dịch vụ giải trí người tiêu dùng gọi tắt là CRS. Người em trai khuyến khích Nick tham gia trò chơi để tìm lại niềm vui trong cuộc sống. Nick đã thẳng thắn từ chối, nhưng em trai lại liên tục ép anh phải nhận quà sinh nhật. Buổi tối về nhà, Nick được vợ cũ gọi điện chúc mừng sinh nhật. Vợ cũ của anh đã tái hôn và đang có một cuộc sống hạnh phúc. Nick ngồi một mình trong căn phòng trống, chợt nhớ đến thẻ thành viên của CRS. Ngày hôm sau, khi đàm phán việc kinh doanh xong xuôi, Nick nhận ra cơ sở của CRS cũng đang ở tòa nhà này. Anh quyết định đến xem thì một nhân viên của công ty đã nhận ra anh. Jim giới thiệu rằng công ty của anh ta sẽ điều chỉnh các trò chơi phù hợp với từng thành viên. Với sự tò mò, Nick điền vào đơn đăng ký, sau đó làm bài kiểm tra tâm lý và kiểm tra thể lực. Một loạt các bài kiểm tra khiến Nick mất cả một ngày. Sau khi ký thỏa thuận tham gia trò chơi, Jim bảo Nick quay về đợi thông báo kết quả. Nick vô tình gặp hai thành viên đã từng tham gia trò chơi của CRS trong một quán bar. Anh bước đến mời họ uống rượu để hỏi thêm về cách tham gia trò chơi này. Nhưng họ không bật mí gì hơn, chỉ nói một câu trích trong kinh thánh rằng: "Trước đây bởi vì tôi bị mù nhưng giờ tôi đã nhìn thấy nó." Mặc dù nghe hơi khó hiểu nhưng điều đó càng làm anh thấy hứng thú hơn. Hôm sau, Nick nhận được thông báo từ CRS rằng đơn đăng ký thành viên của anh không được chấp thuận. Nick không tin vào kết quả này nhưng đầu dây bên kia đã dập máy không đợi anh hỏi thêm. Đến tối, trên đường về nhà, Nick phát hiện có ai đó nằm trước cửa. Điều này làm anh nhớ lại cảnh cha mình nhảy khỏi tòa nhà. Nick đến gần để kiểm tra thì phát hiện ra đó là một con búp bê chú hề. Anh bế con búp bê vào nhà và lấy ra được một chiếc chìa khóa có logo CRS từ miệng con búp bê. Sau đó anh lấy dụng cụ ra để cạy miệng con búp bê để xem bên trong có gì. Đột nhiên người dẫn chương trình trên TV bắt đầu nói chuyện với Nick. Ông ta giải thích lý do xuất hiện ở đây là để hướng dẫn luật chơi cho anh. Nick cho rằng có điều gì đó kỳ lạ nên muốn tháo TV để kiểm tra. Nhưng người quản gia đã xuất hiện khiến Nick phải dừng hành động nguy hiểm. Người dẫn chương trình để lại cho Nick một đường dây liên hệ khẩn cấp cho CRS rồi biến mất. Nick tìm thấy chiếc camera được lắp ở mắt của con búp bê, trở nên nghi ngờ. Anh nghĩ rằng mọi người xung quanh mình có thể đều do CRS sắp xếp. Nhưng anh vẫn tự tin rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Công ty kinh doanh của Nick đã bị thua lỗ do cấp dưới Anson đã không hoàn thành mục tiêu đề ra. Anh quyết định sẽ sa thải Anson mặc dù cha của hai người từng là bạn cũ trong nhiều năm. Tuy việc làm này có vẻ nhẫn tâm nhưng đối với Nick, tiền là quan trọng nhất. Nhưng vào thời điểm quan trọng, Nick không thể mở chiếc vali để lấy hợp đồng nghỉ việc cho Anson. Hơi ngượng ngùng, Nick đành chỉ hoãn việc này rồi rời đi. Sau khi rời khỏi văn phòng, anh đã đập chiếc vali để trút bỏ cơn tức giận của mình. Anh không hề biết rằng vận đen chỉ vừa mới bắt đầu. Tối đó, Nick vừa dùng bữa trong nhà hàng thì một nhân viên phục vụ vô tình làm đổ ly rượu lên người anh. Cô nhân viên đó là Tris bị nhà hàng đuổi việc vì sự cố này và yêu cầu xin lỗi Nick. Lúc này có một người lạ đưa cho Nick một tờ giấy. Nick lập tức đuổi theo Tris ngay khi cô bước ra khỏi nhà hàng. Đột nhiên bên ngoài có một người ngã quỵ xuống đất, Tris nhanh chóng bước tới sơ cứu. Nick cho rằng đây là sự sắp đặt của trò chơi, người đó chỉ đang giả vờ như vậy. Nhưng Tris nói rằng người này đã ói ra mật, không thể là giả vờ được. Nick chuẩn bị gọi xe cấp cứu thì một chiếc xe cảnh sát chạy qua. Nick chặn chiếc xe cảnh sát, yêu cầu gọi cấp cứu đưa người đàn ông ngất xỉu đi. Nhưng cảnh sát yêu cầu Nick và Tris phải tường trình lại sự việc. Trên xe cứu thương, Nick đưa mảnh giấy cho Tris, trên đó viết rằng đừng để cô ấy đi. Tris nghĩ Nick là người không được bình thường. Họ vừa đến bãi đậu xe dưới hầm của bệnh viện thì đèn đột ngột tắt. Trước mắt họ là hàng trăm người đang bỏ chạy tán loạn. Nick có thể chắc chắn rằng đây là một trò đùa của CRS nhưng anh không hiểu tại sao lại có sự tham gia của Tris. Họ muốn đi thang máy đến sảnh đợi nhưng thang máy bị. Nick lấy chìa khóa CRS ra và thang máy đã hoạt động trở lại. Nhưng trong quá trình đi lên thang máy lại bị lỗi. Sau khi leo lên nóc thang máy, Nick và Tris nhận ra đây là trụ sở của CRS. Cả hai bước vào sảnh và vô tình chạm vào chuông báo động. Nick đề nghị ở lại đợi các nhân viên bảo vệ đến sẽ giải thích. Nhưng Tris đã bỏ chạy một mình, Nick đang đuổi theo sau như một tên trộm. Trên đường, cảnh sát đã thả chó nghiệp vụ truy đuổi. Cả hai trèo vào một tòa nhà bỏ hoang và nhảy vào thùng rác mới thoát khỏi sự truy đuổi. Nick chưa bao giờ gặp trường hợp nào mất mặt như thế này. Anh đưa Tris trở về nhà của mình, thay quần áo sạch sẽ rồi gọi taxi cho Tris. Trước khi rời đi, Tris thừa nhận có ai đó đã trả tiền để cô cố tình làm đồ uống lên Nick. Vào ngày hôm sau, Nick nhận được cuộc gọi từ thư ký nói rằng thẻ tín dụng của anh để quên ở quầy lễ tân khách sạn. Nick ngỡ ngàng mở túi kiểm tra, quả nhiên thẻ tín dụng không còn trong ví. Anh gọi đến khách sạn hỏi thì lễ tân trả lời rằng rượu và hoa trong phòng đã sẵn sàng. Một người phụ nữ đã gọi trước và nói rằng cô ta sẽ đến đó sau. Nick cảm thấy khó hiểu liền đến tận khách sạn để tìm hiểu. Trước mặt anh là căn phòng lộn xộn như vừa trải qua một bữa tiệc và trên bàn còn có nhiều tấm hình phản cảm của mình. Nick cho rằng Anson trả thù vì bị sa thải. Anh đưa luật sư đến tìm Anson và chửi bới thậm tệ. Nhưng Anson lại bình tĩnh nói rằng anh ta đã đồng ý các điều khoản và xin từ chức từ sáng nay rồi. Biết rằng mình đã hiểu lầm, Anson, Nick xin lỗi vì hành động mất lịch sự của mình rồi rời đi. Sau đó, Nick yêu cầu luật sư của mình điều tra xem CRS đang làm gì. Đồng thời, anh nhận được một chiếc cờ lê uốn cong từ CRS.
Vào buổi tối khi về đến nhà, Nick phát hiện mạch điện ở nhà bị phá hủy. Bức tường trong căn phòng cũng bị vẽ nguệch ngoạc. Một mảnh giấy được tìm thấy trong miệng con rối có viết: "Hãy tự sát giống như cách của cha mình đi." Mặt kia của tờ giấy là bức ảnh cha của Nick khi ông tự tử bằng cách nhảy khỏi tòa nhà. Nick lập tức gọi điện cho cảnh sát thì em trai của anh bất ngờ xuất hiện khiến Nick sợ hãi. Em trai tỏ ra bí ẩn và yêu cầu Nick ra ngoài để nói chuyện trong xe. Mặc dù em trai Nick đã thanh toán toàn bộ nhưng CRS vẫn không để yên cho anh ta. Thậm chí anh ta còn trả thêm tiền để yêu cầu CRS chấm dứt trò chơi. Bất ngờ lốp xe bị nổ, Nick bước khỏi xe để thay lốp mới. Em trai mở hộp đựng găng tay phát hiện rất nhiều chìa khóa CRS rơi ra. Anh ta tưởng rằng Nick là một phần của CRS nên đã bỏ trốn một mình. Nick đuổi theo ngăn lại nhưng chỉ nghe được những lời trách móc của em trai. Anh ta ghét Nick luôn tỏ ra giống cha để kiểm soát cuộc sống của em trai. Sau khi em trai bỏ đi, Nick không có ý định thay lốp xe nữa liền gọi taxi. Nhưng giữa chừng tài xế bất ngờ nhảy ra khỏi xe để Nick trong xe lao xuống sông. Trong lúc nguy cấp, Nick đã dùng chiếc cờ lê CRS để mở cửa và trốn thoát. Sống sót an toàn, Nick không chịu nổi trò chơi chết tiệt này của CRS nên đã báo cảnh sát. Anh đưa cảnh sát đến công ty CRS nhưng văn phòng của họ đã bị bỏ hoang. Công ty CRS chưa đăng ký kinh doanh với chính phủ nên cảnh sát không thể tìm ra. Cuối cùng cảnh sát chỉ lập hồ sơ vụ án chứ thực chất không bắt tay vào điều tra. Qua điều tra, Nick đã tìm được nhà của Tris. Khi đã dần tin vào người phụ nữ này, anh phát hiện ra danh tính của Tris có gì đó mờ ám. Trong nhà của Tris không có nước dùng, tủ lạnh trống rỗng và sách trên kệ cũng được ngụy trang. Ngay cả bức ảnh Tris khi còn nhỏ cũng là cắt ra từ tạp chí. Nick quay lại muốn hỏi rõ xem chuyện gì đang xảy ra. Tris nhẹ nhàng ra hiệu cho anh rằng có một camera trên thiết bị báo cháy. Nick tức giận đến mức đập vỡ camera, lập tức người theo dõi của CRS đã tìm đến đây. Một làn mưa đạn bất ngờ tấn công vào căn phòng. Nick cùng Tris chạy ra khỏi nhà và lái xe đi. Trên xe, Tris thừa nhận mình chỉ là một nhân viên nhỏ trong CRS. Ngay từ đầu, em trai của Nick đã thông đồng với CRS, mục đích là chiếm đoạt hàng tỷ đô trong tài khoản của Nick. Lợi dụng đăng ký thành viên của Nick, kiểm tra tâm lý để tìm ra mật khẩu tài khoản của Nick. Giờ đây công ty CRS đã có mật mã tài khoản ngân hàng của anh, vì vậy phải ngăn chặn ngay. Nick ngay lập tức gọi cho ngân hàng để kiểm tra kết quả tài khoản là con số 0. Sự cố bất ngờ này không làm Nick quẫn trí. Anh để lại lời nhắn cho luật sư giải thích tình hình, sau đó đưa Tris đến ngôi nhà cổ trong rừng. Tris an ủi Nick mặc dù anh đã mất tiền nhưng ít nhất vẫn còn giữ được mạng sống. Lúc này luật sư nhận được tin nhắn đã gọi cho Nick. Anh ta nói rằng số tiền trong tài khoản của Nick vẫn còn không thiếu một xu. Sau khi nghe đến đây, Tris nói rằng chính luật sư cũng là người của công ty CRS. Nick vội vàng cúp điện thoại, dường như nhận ra điều gì nhưng lại bắt đầu choáng váng. Hóa ra Tris đã bỏ thuốc mê vào trong cà phê của Nick. Khi anh gọi cho ngân hàng để kiểm tra mã truy cập và mật khẩu tài khoản đã bị tiết lộ, dịch vụ ngân hàng đã trả lời điện thoại của Nick cũng là người của CRS. Nick nhận ra được sự thật nhưng đã quá muộn, chỉ có thể nằm xuống đất và bất tỉnh. Đến khi Nick tỉnh lại, nhận thấy mình đang nằm trong một chiếc quan tài. Anh đã bị bỏ lại trong một nghĩa trang ở Mexico. Bộ quần áo rách dưới trên người đã làm mất đi vẻ kiêu kỳ trước đây của Nick. Anh không một xu dính túi, cũng không có giấy tờ cá nhân. Anh đã tìm đến đại sứ quán Hoa Kỳ để được giúp đỡ nhưng anh không có bất kỳ giấy tờ nào. Không thể nói lý do tại sao mình lại đến Mexico nên đại sứ quán đã từ chối giúp. Trong cơn tuyệt vọng, Nick đã bán chiếc đồng hồ duy nhất còn lại trên người để giải quyết vấn đề cơm ăn áo mặc. Chiếc đồng hồ này là di vật của cha đã tặng cho anh từ năm 18 tuổi. Đã sống bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên anh ăn hàng rong và đi xe buýt với dân thường. Nick đến một trạm dịch vụ xe hơi ở biên giới, lấy hết tiền trong người để bắt xe về San Francisco. Anh trở về dinh thự của mình thấy có thông báo đấu giá treo trên cổng. Anh vào nhà phát hiện bên trong căn nhà đã bị cướp phá. Nick đến khách sạn để tìm em trai nhưng người quản lý cho biết anh ta bị điên nên cảnh sát đã đưa đến bệnh viện. Trở nên tuyệt vọng, tìm đến vợ cũ để mượn xe. Lúc này vợ cũ chính là người duy nhất anh có thể tin tưởng. Vợ cũ rất sốc khi thấy bộ dạng thảm hại của Nick. Không còn gì trong tay, cuối cùng Nick đã nhận ra thiếu sót của mình trước đây. Anh xin lỗi vợ cũ vì đã thờ ơ thiếu thiện cảm với mọi người ở xung quanh mình. Đúng lúc này quảng cáo đang phát trên TV của nhà hàng khiến Kích chú ý. Anh nhận ra người dẫn chương trình chính là Jim, người hướng dẫn anh tham gia CRS. Hóa ra anh ta chỉ là một diễn viên đóng thế. Anh nhớ ra Jim đã nói tên của một nhà hàng, vì vậy đã đến nhà hàng và nhanh chóng tìm thấy Jim. Jim đã rất sợ hãi khi nhìn thấy Nick. Anh ta giải thích rằng mình chỉ nhận tiền và làm theo yêu cầu chứ không hề liên quan đến CRS. Nick cầm súng đe dọa Jim đưa mình đi tìm trụ sở của CRS. Đến một tầng khác trong nhà hàng, quả nhiên tất cả mọi người đều đang ở đây. Nick cầm súng uy hiếp Tris khiến nhân viên bảo vệ xông vào bắn anh ta. Văn phòng đột nhiên trở nên hỗn loạn, Jim bị bắn ngã xuống đất. Nick đuổi theo Tris lên đỉnh tòa nhà cầm súng đe dọa cô ta nói ra sự thật. Tris thấy Nick đang phát điên chỉ giải thích tất cả chỉ là một trò chơi. Các nhân viên bảo vệ dùng những viên đạn rỗng để bắn. Em trai của Nick đã chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật cho anh ở tầng dưới. Nick từng bị lừa nên không còn tin vào lời của Tris. Anh nghĩ đây chỉ là cách để Tris có thể trốn thoát mà thôi. Lúc này cánh cửa dẫn lên đỉnh tòa nhà đã bị cưa máy mở ra. Nick hoảng sợ nổ súng ngay lập tức, không ngờ lại trúng vào em trai đang mở rượu sâm panh. Hóa ra mọi thứ thực chất chỉ là một trò chơi như Tris đã nói, nhưng Nick đã mắc một sai lầm lớn.
mặc dù có rất nhiều tiền nhưng giờ đây anh đã mất đi người thân duy nhất của mình.